Hôm qua, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến thăm tập thể ban lãnh đạo công nhân viên Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Phú Cường Kiên Giang và Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Cường tại tỉnh Cà Mau. Cùng đi có ông Quỳnh Quốc Diệt, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau. Tại đây, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường đã báo cáo về hoạt động của các công ty thành viên trong hệ thống, đặc biệt là trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu ngành hàng thủy sản. Trong những năm gần đây, mặc dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp lĩnh vực chế biến xuất khẩu thủy sản trong nước gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ chủ động thích ứng an toàn kết hợp với nhiều giải pháp, vừa mở rộng tìm kiếm khách hàng, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng truyền thống trong và ngoài nước, các công ty chế biến xuất khẩu thủy sản trong hệ thống Phú Cường đã nhanh chóng phục hồi và duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Phú Cường Kiên Cường và Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Cường là hai trong số các doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng thủy sản đông lạnh chất lượng cao, cùng với các nhà máy chế biến thủy sản ở Kiên Giang tạo thành chuỗi sản xuất đa dạng và phong phú các mặt hàng thủy sản, góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu và tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động ở Kiên Giang và Cà Mau với mức thu nhập bình quân 9 triệu đồng một người một tháng. Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã vui mừng và biểu dương tập thể ban lãnh đạo và toàn thể công nhân viên các công ty thành viên trong hệ thống tập đoàn Phú Cường đã có nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động thích ứng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và ổn định việc làm cho người lao động, nhất là vào bối cảnh nền kinh tế chung còn khó khăn. Nguyên Thủ tướng nhắc nhở các công ty thành viên của tập đoàn Phú Cường tiếp tục duy trì tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội và đặc biệt kịp thời có chính sách hỗ trợ người lao động về tiền lương, tiền thưởng nhân dịp chuẩn bị đón mừng năm mới. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng đã dành thời gian đến thăm hỏi ban lãnh đạo tập đoàn Phú Cường về tình hình sản xuất kinh doanh của tập đoàn và chuẩn bị đón chào năm mới Giáp Thìn 2024.